lại tiếp tục là một chiếc xe điện. Một chiếc xe điện chạy động cơ điện 850W, hệ ắc quy 48V. Đấy, phía sau sử dụng nhíp, vừa có thể đi chơi được vừa tải hàng được. Đấy. Mình sử dụng là mình luôn sử dụng cái bộ cầu điện, là cầu điện động cơ liền cầu này, phanh đĩa dầu này, chứ mình không sử dụng phanh cơ nhá. Đấy, phanh đĩa dầu đảm bảo chất lượng. Chứ phanh cơ chế linh tinh là nó không có độ an toàn cao. Sắt thì mình sắt gầm, sắt 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 để làm khung gầm là mình làm dùng sắt 30 x 60 nhá. Đấy, mình có một cái khung gọi là cái khuôn để chuyên khuôn để cho khuôn để làm này. Đấy. Mình cố định tùy theo kích thước của mỗi xe mà mình sẽ thay đổi độ rộng của nó. Tuy nhiên là mình làm cái khung này thì lúc nào xe nó cũng sẽ cân đối hơn là mình cứ ngắm bằng dùng thước đo. Ở đây có một cái khuôn vuông góc luôn. Ốp vào là xong. Phía trước này thì sẽ là càng A này. Phía sau là dùng nhíp. Hiện tại đây mình cái khung này mình chỉ đính vào thôi. Mình chưa hàn. Còn bên này là tôn này. Tôn để làm sàn và làm vỏ này. Sàn thì chắc chắn mình sẽ làm bằng tôn rồi. Còn đâu vỏ thì có thể là tôn hoặc là bằng nhựa. Đây là máy hàn mà mình sử dụng này. Mình sử dụng máy hàn mic này. LB250E. 250A. Đây có thêm một cái máy uốn này. Máy lăn đấy. Đây nha. Còn đây. Đây chính là trái tim của chiếc xe này. Còn đây là bộ bình 48V 50Ah này, Yamato. Bình Yamato, bình xe điện nhá. 50Ah.